Thì chào các bạn, bây giờ chúng tôi vừa mới di chuyển đến bến tàu cao tốc tại Nam Ninh, và bây giờ chúng tôi cần phải nạp năng lượng một chút. Thì chúng tôi vừa mới gọi hai bát mì, thực sự là rất là to luôn, hai bát mì bò to, siêu to khổng lồ luôn. Đấy. Có gân, em có ăn gân đâu? Có trứng này, có thịt bò gân này. Một chút là cái này chắc là đồ nhiều, đồ chua. Đổ nhau đi, thầm không? Này. Không sót được với cái bát gân này. Không, ý là đổ một nửa. Hai bát mì bò to kinh khủng. Chúng tôi sẽ ăn và sau đó chúng tôi sẽ di chuyển tiếp tới Quảng Châu. Dự kiến là thời gian di chuyển sẽ khoảng bao nhiêu phút nữa? 3 tiếng di chuyển tàu cao tốc với cái tốc độ 3-4 tiếng với cái tốc độ khoảng hơn 300 km/h. Và đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cái tàu cao tốc tại Trung Quốc sau 3 năm dịch, vô cùng hào hứng. Và bây giờ thì sẽ phải nạp năng lượng sau mấy tiếng di chuyển vừa rồi. Đồ ăn ở Trung Quốc thì gần như là chúng ta sẽ rất là thấy ít khi thấy đồ luộc, mà chỉ có đồ mà... em bạn thấy cay đấy, một bát mì mà đã bảo là không cho cay rồi nhưng mà thực sự là vẫn có vị cay. Một bát mì này có giá là 28 tệ, 28 nhân dân tệ tương đương 90.000 tại nhà ga. Ok, các bạn sẽ cùng theo dõi với mình series tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.